người ta không đưa cái võng này đi, thì hồn người ta là họ ở đấy nên họ giữ phòng cho bạn, và người ta để nên là người ta phải chặn, người ta không mua. Thế bây giờ thế này là mình phải bảo cái thần linh thổ địa ở đấy là cho họ chuyển về cái chùa nào đấy hay là cái đền nào đấy để cho họ về đấy, cho họ trả thích ở đấy. Đấy thì ngay lập tức ngày tháng sau là người ta đến mua. Đấy đơn giản thế, chứ mà chỉ cần điện thoại thôi chứ chả cần làm cái gì cả. Đấy là vì một lý do, tức là tất cả những cái đó là nói cho chị biết nó đều tồn tại dưới cái dạng người ta gọi là thông tin. Đấy ví dụ như bây giờ tôi đang viện đây, ví dụ như trong lực hấp dẫn rồi thì nó ứng với con số gì, rồi cả thứ nó ứng với con số gì, và tôi phụ hóa được tất cả cái vũ trụ này và trong cái cơ thể này mình. Để ví dụ như đất này thì tôi phải ứng với con số gì, tôi chỉ cần nói con số ấy là cái ông thần linh thổ địa ấy phải lên ngay. Đấy nó giống như tề thiên đại thánh ấy, ông chỉ cần gò gợi vậy là nó phải lên. Thế thì cháu hỏi là bây giờ là có một cái miếng đất là bên cạnh nhà cháu, mà cháu bây giờ cháu muốn mua, nhưng lúc thì nó bảo bán, lúc nó bảo không. Thế bây giờ thì là có cách nào lúc mà nó bây giờ vấn đề là bên cạnh đấy nè. Vâng, ở số nhà 9 ngách 49 ngõ Tiến Bộ, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Tôi cứ khuyên thật chị là chị đừng có mua. Dạ. Đấy, nếu chị mua là chị phải hiện nay ở đây là nước có 12 thì vong rồi. Nhiều khi lại sinh bệnh. Bởi vì là cái này, tức là cái ngôi nhà cháu ở ấy là ở đấy đất rất phát. Thế nên các cháu là nó muốn nó phát rộng. Là phát ở đấy nhà chị. Vâng. Nhưng mà chị chơi sang bên kia ấy là nó lại là nguy. Nó là vì nó có 12 cái ngôi mộ mà nó có người tên nữa. Không, nhưng còn cái nhà bên cạnh nữa, nhà số 11 nữa. Nhà nào thì cả, đấy đừng có mua vả đâu. Có vong mà rộng. Thế mình mua xong về mình mua thì phải qua đây giải, nhưng mà tôi không thích làm cái việc ấy. À. Là lâu